Let's
this one. Tôi đến từ cuộc sống của người giản dị. Một số khi, xuyên không thành,
你看我啊，问我啊。
tôi đã tìm chồng từ lâu, chồng của con trai thứ bảy cùng với con trai thứ bảy. Sự trỗi dậy của bản thì đã khơi mào một cuộc chiến không được sức. Chỉ có chúng ta thôi. Hy vọng cuối cùng của nhân loại nằm trong tay của tôi muốn. Ai sẽ phải làm gì để chống lại thế lực à, trước khi quá muộn. Vũ hoàng của các ngươi đã trở lại, thế giới là người sẽ sụp đổ. Cùng đứng dậy đến đỉnh thần thoại là dần, người con trai thứ bảy trên kênh APO. Và thận trọng, mọi thứ công thần đều có sẵn trong con. Tôi đã tìm cậu từ lâu, cậu của ông. Con trai thứ bảy, tìm được con trai thứ bảy. Sự trỗi dậy của ác quỷ đã thay mòn cuộc chiến giữa thế lực sinh linh và loài người. Tôi muốn đứa con trai thứ bảy của người con trai thứ bảy trong gia đình được chọn để cứu nhân loại thoát khỏi họa diệt con. Hãy dạy tôi. Ta sống trong một thế giới nơi quyền hoại và ác mộng đều có thể. Chỉ còn một tháng để giáo sư Gregory huấn luyện anh trở thành chiến binh thực thụ. Anh sẽ phải tận dụng hết khả năng của mình để gánh trên vai trọng trách lớn lao này. Cái quái gì thế? Chạy đi! Quỷ dữ đã tìm đến ta. Trong cuộc chiến không gần sức, chính nghĩa liệu có thắng được phải không? Của các ngươi đã trở lại. Thế giới là người sẽ sụp đổ. Nếu như vụ gì thì giết anh. Không phải tất cả chúng tôi đều là người giữ. Ta không thể làm thế.